Theo nhiều nghiên cứu, hiện nay tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới Việt Nam ngày càng tăng và trẻ hóa. Nhiều người mới chỉ bước vào độ tuổi 30 đã gặp phải những vấn đề sinh lý khó nói, không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng sống mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của phái mạnh. Đây là một vấn đề sinh lý khó nói, khó đối diện ở đàn ông. Nó không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng của những cuộc vui mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm sinh lý của phái mạnh. Đàn ông khi suy giảm sinh lý, ảnh hưởng đến tâm lý đời sống, thậm chí là mặc cảm với bản thân. Câu chuyện này cũng từng xảy ra với anh Duy. Anh đã từng rơi vào tình trạng không biết bày tỏ cùng ai khi bản thân đánh mất phong độ. Ngoài 40 tuổi, anh Duy không nghĩ tình trạng suy giảm sinh lý lại đến sớm như vậy. Ngày xưa thì tôi ngại lắm. Tôi không nghĩ là mình lại yếu sinh lý sớm như thế. Chuyện yếu sinh lý sớm như này thì cũng rất là ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình, vợ chồng. Câu chuyện của anh Duy không phải hiếm gặp trong xã hội hiện đại. Hơn 40 năm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực y học cổ truyền, giáo sư Trương Việt Bình đã tiếp xúc và điều trị cho nhiều bệnh nhân bị suy giảm sinh lý như anh Duy, trong đó phải kể đến chứng rối loạn cương dương. Khi đã không ham muốn tình dục nữa và không thích nữa, thì khi hoạt động tình dục thấy cảm thấy sẽ đau lưng, mỏi, mệt mỏi. Và đồng thời là trong cái hoạt động sống là anh giấc ngủ nó không sâu, hay đi tiểu đêm nhiều, hay là những cái hoạt động về cơ bắp nó suy giảm đi. Cũng theo giáo sư Bình, có một số nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này, trong đó có liên quan đến vấn đề tâm lý như trầm cảm, lo lắng triền miên, căng thẳng hoặc suy nghĩ quá độ. Có rất nhiều phương pháp cải thiện tình trạng này. Một trong những phương pháp được khuyên dùng đó là sử dụng vương lực đan phát triển dựa trên bài thuốc hồi xuân hoàn của giáo sư Trương Việt Bình. Về thuốc chống lực đa này, ví dụ như thục địa, sơn thủ, sơn dược, kỷ tử, ba kích, dâm dương khoác thì sâm là hết sức phù hợp với trường hợp này. Trường hợp này uống rất nhanh, hôm nay chỉ uống một thời gian một vài tuần nào đó thì tôi chắc chắn rằng trường hợp này nó sẽ đảm bảo cái hoạt động sinh lý bình thường. Vì nhìn cái thần sắc như vậy là nó biểu hiện cả cái trạng thái của cái cơ thể, cái tiên thiên kết hợp với những cái hoạt động sống, hoạt động trong cái hoạt động lao động thì nó dẫn tới cái hình trạng cái suy về cả yếu tố trong cái stress và các yếu tố khác nó làm cho ảnh hưởng đến cả thận âm, thận dương nó có vấn đề. Thành công từ công trình nghiên cứu khoa học của giáo sư Trương Việt Bình là một trong những cách để giải quyết các vấn đề khiến nhiều nam giới đau đầu hiện nay khi rơi vào tình trạng khi cần thì không có, mà khi có thì lại không cần. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.